Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Bạc Liêu đêm 9 tháng 1 và ngày 10 tháng 1 năm 2024. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bạc Liêu, áp cao lạnh lục địa tiếp tục suy yếu và di chuyển ra phía đông. Gió đông bắc có cường độ trung bình trên vùng biển phía đông Nam Bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ, Nam Bộ hoạt động mạnh. Thời tiết khu vực tỉnh Bạc Liêu: mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng có lúc gián đoạn, sáng sớm có nơi có mùa nhẹ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nền nhiệt độ không khí trong tỉnh ở mức thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ. Chuyển sang thời tiết biển, vùng biển từ Bà Rịa, Vũng Tàu đến Cà Mau, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Ngoài khơi sóng cao từ 1,5 đến 2,5 m, biển động nhẹ. Dự báo thủy văn, mực nước tại Gành Hào cao nhất 1m90 xuất hiện lúc 1 giờ ngày 10 tháng 1, thấp nhất âm 1m30 xuất hiện lúc 8 giờ 30 phút ngày 10 tháng 1. Mực nước tại Phước Long cao nhất 0m81 xuất hiện lúc 11 giờ ngày 10 tháng 1, thấp nhất 0m70 xuất hiện lúc 1 giờ ngày 10 tháng 1. Sau đây là dự báo thời tiết tại các khu điểm du lịch của tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh thành trong cả nước.